Hồi nãy mình nghe sụt sẹt trong này nè cả nhà. Trong nhà này có ai không? Dạ cho hỏi nhà này có ai không ạ? Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của Hiệp ha. Thì hiện tại Hiệp đang có mặt tại ở thành phố Bến Tre cả nhà. Thì trên đường mình đi lang thang tìm hiểu về những câu chuyện tâm linh huyền bí. Thì hôm nay mình đi qua bên một cái hòn đảo cả nhà. Ở đây thì bà con nuôi tôm khá là nhiều, nhưng mà gần đây á bà con nuôi tôm bị thất bại, thành ra họ đang trồng lúa cả nhà. Thì hồi nãy mình có hỏi thăm người cô ở gần đây có chia sẻ, nói ở đây nó có một khu nghĩa địa nhưng mà nó không có lớn cả nhà. Bà con cũng như đi làm đồng á, đôi khi cũng có người thấy vong lúc ban ngày cả nhà. Thì mình nghe người cô kể về lịch sử ở đây linh quá, thành ra hôm nay mình muốn đi khám phá tâm linh lúc 12 giờ trưa cả nhà. Thì giờ này mình đang ngồi ở đây rất là nắng luôn á, nhưng mà mình gắng cố gắng, bởi vì mình ghi hình ban đêm á, hình ảnh nó không có sắc nét, rồi YouTube nó đánh giá cái video của mình nó tệ cả nhà. Có đôi khi như ngày hôm qua mình có ghi hình lúc 3 giờ sáng đó cả nhà. Thì mình từ nhà đến nơi ngôi mộ đó, mình gặp cương thi đó, thì làm vừa xong thì trời sáng bét luôn. Tí nữa mình sẽ qua bên kia mình khám phá về tâm linh. Quý anh chị và các bạn, cô chú nhớ cho mình xin một người một like ha. Quý anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mới gần nhất của mình. Thì ok cả nhà, bây giờ mình mời cả nhà cùng đồng hành với mình ha. Ở đây thì khung cảnh khá là tuyệt vời cả nhà. Đó, như quý anh chị cũng thấy ha, là đồng ruộng ở đây bà con làm rất là trúng. Ở đây là nước mặn cả nhà. Mình đang đứng ở trên bờ, mình cảm thấy ở dưới ruộng này có tép bạc cả nhà. Còn bên kia thì có mộ luôn. Có mấy chú em dòm dòm thấy mình lạ đó cả nhà. Họ thấy mình cầm máy ghi hình rồi quay phim đó, họ dòm họ ngó. Bên kia là có ngôi mộ luôn đó nha. Ở đây nếu mình chịu xuyên á, đi bắt cá phi với tép bạc với cá lóc là bắt chừng một tiếng là có sống cả nhà. Ở đây dễ kiếm đồ ăn lắm. Hôm nay thì trời rất là trong, cũng không đến đổi cả nhà. Mình thấy dấu hiệu chiều có thể mưa. Ở phía bên kia thì nhà bà con bên kia có đường lộ đó nha. Mình cảm thấy ở đây có nhiều ngôi nhà quan ở ngoài đồng cả nhà ơi. Bên đó là mình thấy cũng một cái hay gì ạ.
còn bên đây thì nhà mồ. Còn đồng lúa đây mình thấy dấu hiệu hình như là có chuột cống khá là nhiều cả nhà. Chuột cống nó đi tới đâu là nó cắn lúa tới đó luôn mới ghê chứ. Dấu hiệu là mình thấy nó cắn từ trên đó ha, xuống tới đây. Bỏ đi qua đây luôn cả nhà. Trời ơi nó cắn lúa bà con tiêu tan hết luôn cả nhà ơi. Còn ở bên đây thì mình thấy có một ngôi nhà rất là một nét luôn. Để mình di chuyển qua bên kia mình khám phá về tâm linh coi có bông nào xuất hiện hay không nha cả nhà. Dùng gọn trống gì trời. Bởi vậy người chú hồi nãy chia sẻ bên kia không lầm. Người chú nói ban đêm đi sôi đi ngang đây là nghe trong cái nhà này nghe đùng đùng cả nhà. Trong nhà này có ai không? Nhìn ngôi nhà thấy nổ cục quá vậy ta. Dây leo mà nó lên sập cái mái nhà luôn cả nhà. Chắc chắn ngôi nhà này có tâm linh cả nhà ơi. Để mình di chuyển qua nha. Ở đây thì có nhiều ngôi nhà ở ngoài giữa đồng nhưng mà thật sự họ làm ăn không được á. Nhà bỏ hoang khá là nhiều các bạn. Như bên kia là có thêm một cái luôn ha. Toàn là nhà bỏ hoang không à. Làm ăn không được là do nuôi tôm bị thất bại đó cả nhà. Trồng lúa có vẻ như khó trồng nữa. Ở bên đây mình thấy họ bỏ hoang luôn. Năng dưới lát bây giờ nó lên quá trời luôn cả nhà. Trong nhà quen này có ai không mà nghe lụp cụp hồi nãy đó. Nhạc đâu bến vậy trời. Ồ. Ca cổ. Hồi nãy mình nghe sụt sẹt chỗ này nè cả nhà. Trong nhà này có ai không? Giờ làm sao ta? Mình thấy hai bông đang âu yếm cả nhà. Họ nói họ
Mình nghe giọng nam là kêu giọng nữ, đi theo anh đi, anh lo cho em tất cả mọi thứ luôn. Thì ghê trời. Rồi họ còn. Họ ngủ luôn ở nhà ơi. Để mình đặt cái máy mình vô coi họ còn hay không cả nhà. Dạ cho hỏi nhà này có ai không ạ? Má ơi. Cái vòng nó trộn mình cả nhà. Vòng này láo thiệt ta. Trời ơi. Hai bông luôn mới ghê chứ. Hai bông luôn cả nhà. Sao hôm nay đi gặp may mắn quá vậy ta, gặp hai bông ngồi ở trong nhà ổ yếm rồi mới ghê chứ. À, hai bông cho mình hỏi hai bông là vợ chồng hay là sao vậy? Thấy hai người ngồi âu yếm thấy tình tứ quá vậy ta. Chắc mình về mình kiếm bà đi xả stress quá cả nhà. Mày tới đây làm gì? À, bông này nam cả nhà. Dạ, tôi đến đây khám phá về tâm linh. Thì tôi thấy ngôi nhà quan này bỏ quen. Hồi nãy tôi có thấy là hai vợ chồng, phải hai vợ chồng không? Hay là hai ông cháu đang ngồi âu yếm thấy tình tứ quá. Mà nghĩ cây trẻ như thế này mà ông cháu cái gì? Trẻ hả? Tao mới có ba mấy 40 người yêu, tao mới có hả? Hai mấy 30 mà nói ông cháu hả? Vậy hả? Trời ơi. Hôm nay tôi đến đây gặp được hai vong cũng rất là may mắn. Hai Quông có muốn hưởng nhang đèn hay là bánh trái gì không? Gọi hồi anh em mình tâm sự ha. Em đói hả? Cô gái bên đây nhiêu tuổi ha? 21 hả? Còn ông cụ bên đây? Tao vậy mà kêu ông cụ, tao mới có 36 tuổi thôi. 36 hả? À. Sao cô 21 tuổi mà cô lấy ông 36 tuổi già hơn cô nhiều quá vậy? Người yêu hả? À. Rồi nhà hai người ở gần đây không? Không là ở xa hay là ở đây? À, ở gần đây? Mộ rồi á. Xa hả? Ờ. À. Trời ơi, thấy hai ông cháu tình tứ quá cả nhà. Có gì không cho tao cho hai đứa tao ăn đi, nấu nhiều quá. Vậy hả? Rồi để tôi đi lấy bánh. Lấy nước ha. Có gì không cho tụi tao mau lên. Ok. Ủa hai bông đâu trời? Nãy mình mới thấy đứng cái gột ở đây mà trời. Mất tiêu quá nha. Rõ ràng là mình thấy vong ở đây mà.
Tiếng ai nói chuyện nghe rú rít vậy trời. Công nhận hai quông này họ ẩn rất là lẹ luôn cả nhà. Thì ok các bạn, bây giờ mình bài đồ ra mình cúng và mình cầu họ có thể họ ra cả nhà. Hồi nãy mình có nghe họ nói họ đói gì đó. Để mình chiên cái chân máy là cả nhà, nhiều khi gió nó hất nó ngã cái hư mít xong luôn. Mà mình thấy hai người rất là chênh lệch đũa rất là xa luôn cả nhà. Người nam thì nói tao mới 36 mà không biết phải 36 hay không nữa, nhiều khi họ 80-90 cũng chừng. Còn vong nữ thì 21 thì mình chấp nhận, bởi vì mình thấy họ còn trẻ cả nhà. Không lẽ nhà này là của hai vợ chồng của họ mất gần đây ta? Mình đi qua bên đây nó thuộc về vùng xa vùng sâu đó cả nhà. Mình không có mua cơm chay được. Mình chỉ cúng bánh với nước thôi. Cái này giống quần áo của người mất cả nhà ơi. Ủa ơi, con kích trong này nữa ông nội ơi. Trời trời trời, ném xíu nó tém mình cái là tiêu đời luôn các bạn. Mình dở cái quần lên mà con kích nó không chịu chạy luôn mới ghê chứ. Còn sống ta. Kỳ lạ vậy. Đó. Mày xuống dưới giùm tao ơi. Trời trời trời. Không lẽ hai vợ chồng hồi nãy biến ra thành con gích ta? Gì ghê vậy? Sạc đâu dài. Cả nhà có nghe họ nói chuyện không?
Mình chỉ sử dụng một mít thôi các bạn. Mít của mình là nó hút xa ghê lắm. Nếu mà hai mít cũng được, mà sợ nó hút nhạt vô không ăn muối luôn. Kênh của mình ngày hôm qua mình không có đăng video một bữa là lý do của mình nó kênh nó kỳ lạ lắm đó nha. Lúc này nó xét duyệt quá căng luôn. Mình đăng video lên á, tải luôn video lên rồi là 3 tiếng sau mới 4 tiếng sau mà nó xét duyệt chưa có xong. Khổ. Bữa nay ok. Thì hôm nay đệ tử đến cục đất tại ngôi nhà quan này, đệ tử xin phép thổ thần thổ địa đất đai nhân trạch tại nơi đây. Mục đích của tôi hôm nay đến đây là chỉ muốn cúng về tâm linh và tìm vong để trợ duyên cho họ thôi. Thì tôi mời tất cả các vong hồn chưa siêu thoát còn quay quẩn ở khu nhà quan này, thì tôi mời ra hưởng nhang đèn và bánh ha. Mô Phật A Di Đà Phật. Còn hai ông hồi nãy á, vợ chồng hay sao mình không biết nữa cả nhà. Thấy kỳ quá, ông đó ông già lắm rồi. Trời ơi. Rồi bánh té nè. Sao lẹ quá vậy? Hưởng đi, chắc đói dữ lắm rồi cả nhà. Rồi ngồi đi hưởng không? Có ghế rồi không? Nhà này chắc có ghế à. Rồi ngồi giường hưởng đỡ đi. Linh thiệt cả nhà, mới vừa cầu ra liền. Để mình đi ra ngoài một xíu cả nhà. Mình nghe họ nói chuyện nổ cục quá. Bánh em, anh biết em đói lắm rồi. Tại vì anh xé cho em nha. Anh em còn nữa kìa. Em cũng ăn đi. Em đói lắm. Mấy ngày qua anh biết em không có ăn gì hết. Còn bên không anh biết. Cũng thấy ông lạ lắm. Không biết rồi sao ổng lại đây không cho mình ăn kỳ vậy, hay là ổng có ý đồ xấu với mình không? Có chắc ổng thấy căn nhà quan rồi
ông thấy đồ đạc là trời, chứ ông thấy hai cái mộ, ông biết mình chết qua chết quan rồi ở cái căn nhà này, thành ra ông có lòng tốt. Thôi em đừng nói nhiều, ăn đi để mà có sức, mấy ngày qua em đói lắm. Không có tiền nữa kìa. Thôi có bánh cũng giúp cha ta đỡ lòng. Tiền trên bàn kìa. Thôi ta đi à. Không vô không biết rồi sao. Ông sẽ rất mừng, ông thấy là đồ cúng mà mình hưởng này kia, ông rất mừng. Mình lấy tiền ông nói với mình là sao? Không, không có đâu. Nhưng đã tiền nhiều quá rồi. Hay là ý em là mình lấy ít thôi ha. Trời cho. Lấy ít thôi, mình để lại cho ổng đi. Để mình lấy đủ xài rồi. Chứ để phụ lòng tốt của ông buồn, ông biết nhà quan à, mà ông có lòng, ông cúng này kia mà mình không nhận thì ông buồn, nó kêu phụ lòng tốt của ông. Thôi để nhận một chút lòng thành của ông để cho ông vui. À, nếu mà hai vợ chồng của Hương Linh đó còn đây thì tôi gửi cho ít với tiền vàng bạc nè. À, hai vợ chồng Hương Linh còn ở trong ngôi nhà này hay không ha? Chắc có thể ở trong buồng rồi nha. Hồi nãy mình thấy họ xuất hiện từ ở trong buồng ra. Họ đang trong buồng rồi nha. Buồng không có giường rồi sao mà họ nằm được trời. Hay Hương Linh cho mình hỏi thăm ha. Mối liên quan như thế nào ha? Ông cháu hay là cha con? Không phải là ông cháu. Vậy hả? Rồi né các bạn. Mình không biết con này hiền hay dữ, nhiều khi họ tấn công ở lưng mình chết nữa. Không, tụi tôi bị chất quan không phải là dữ đâu. Tôi rất cảm ơn anh. Vậy hả? Đã cho tôi một chút thức ăn và tiền bạc để làm đồ phí. Vì mấy ngày qua người yêu tôi nhịn đói không có gì lót bụng.
À, tôi cũng cảm ơn anh. À. Rồi Hương Linh Nam cho mình hỏi thăm ha. À, tôi thấy Hương Linh Nam cũng lớn tuổi, tại sao mình cưới vợ trẻ quá vậy Hương Linh? Đó là chuyện của tao, không 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 cần quan tâm đâu. Vậy hả? Chuyện của Hương Linh hả? À. Ngày xưa mình mất, tại sao mình mất ha? Vì tao đi làm xa, có thằng kia ở cái bên, nó tới nó nó tới nó cũng quýnh vợ của tôi, thành ra tôi về tình cờ tôi thấy nó hiếp dâm vợ tôi, thành ra hả tôi giết nó. Không may nó tôi bị trúng nhát dao của nó, rồi tôi chết, rồi thấy vậy người yêu tôi vì quá thương tôi, thành ra tự tử mà chết theo. Sao người yêu mà chênh lệch tuổi quá cao vậy Hương Linh? Đúng ra mình hồi nãy Hương Linh nói là 36 hay là 86, thấy lụm khụm quá mà. 36 mà mình lấy vợ 21 hả ta? Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Vậy hả? Cũng được. Rồi hai vợ chồng lấy nhau được mấy năm ha? Lấy được 2 năm mà hả? Ở với nhau có con chưa? Như vậy là Hương Linh chồng của cô nói là trước kia hai vợ chồng cưới nhau về rồi chồng đi làm xa chứ gì? Cô ở nhà cô bị thằng kia nó lấy hả? Rồi chồng cô đi về phát hiện, rồi mới xảy ra vụ việc hai vợ chồng mất hết hay sao? Rồi người kia làm sao? Còn hay mất luôn? Hay là pháp lực đem đi trị rồi? À, tại sao chồng của cô đi làm xa mà ở nhà cô không lo công việc nhà mà cô chứa chấp đàn ông vô nhà, ông kia lớn tuổi không? Trẻ hơn ông chồng của cô ha? Bởi vậy. Sửa điện nữa hả? Điện nhà này hả? Hay đâu? Sửa điện xong rồi sửa nước luôn. Trời ơi, chết rồi. Bởi vậy. Sớm của tôi bây giờ là thanh niên á, cưới vợ về là không có đi làm xa, ở nhà lo, cứ ngồi đi. Ở nhà cứ lo vợ, lo chăm sóc rồi không à. Đi xa là thằng khác nó vô nó hốt. Bởi vậy. Là ngày xưa hai vợ chồng quen nhau hay sao? Có cái mối thân thiết như thế nào? Cô tên gì ha? Tên Thảo. Còn chồng của cô á? Dũng. Anh Dũng có vẻ hình như là ngày xưa tóc bạc sớm á gì anh? Đúng vậy. Vì chúng tôi gia đình người yêu tôi thì khá, gia đình tôi thì nghèo, thành ra hai đứa tôi trốn tránh gì quá thương nhau, thành ra trốn gia đình rồi tôi hứa với nàng là tôi ráng cố gắng làm ngày làm đêm để mà lo cho nàng, và sau này còn phải có con nữa để cuộc sống để bên vợ tôi an tâm hơn. Rồi gia đình của cô được mấy anh em ha? 4 người. Mấy trai mấy gái? 3 gái với 1 anh trai. Rồi anh Dũng gia đình có đông anh em không anh Dũng? Có, gia đình tôi 6 người. Rồi mình mất 2 năm rồi, mình có ngày nào mình đi xuống với Long Phủ lần nào chưa? Diêm Vương á. Rồi anh Dũng có đi chưa anh Dũng? Cái người mà hạ
thảm thiết vợ tôi bị bắt lực chưa từng trị, bị mới bỏ tù chưa từng trị, thành ra tôi chưa an tâm mà để xuống ở tỉnh Diêm Phủ. Rồi cô gái cũng chưa đưa ngày nào đi xuống dưới luôn ha. Rồi bây giờ hôm nay á gặp được pháp sư đến đây rồi, muốn đi về Long Phủ không? Pháp sư giúp luôn cho. Sao vậy? Cười vậy trời. Hai người ở với nhau thân thiết dữ ta. Ngày xưa hai người có vợ có con gì chưa? Có chồng gì chưa? À, hay là hai người đến với nhau là chưa có đời nào? Chưa, chúng tôi từ thở nhỏ đi học và quen nhau và chơi chung nhau tới lớn. Rồi hưởng nhang đèn bánh xong chưa? Xong rồi hả? Rồi ban đêm hai chồng ngự đây vậy hả? Nhà này họ bỏ quen lâu chưa cô? Mới vô được có 1 năm rồi hả? Họ thấy hai vợ chồng của em rồi họ sợ họ bỏ hả? Dạ, lúc trước em về đây là gia đình người ta còn ở. Ở ngoài gần mình này nè. Xong cái vợ thấy em mà sao họ bỏ đi luôn. Rồi hai vợ chồng cô cho họ thấy lúc ban ngày vậy ha. Ở đây có chùa chiền được không? Mình không có thể đi qua bên chùa mình nghe kinh Phật rồi mình hưởng nhang đèn được nhà chùa đốt đó, rồi mình sớm được đi siêu thoát cô, hai chồng. Đi siêu thoát rồi sao mà ở bên nhau được? Vậy hả? Đi siêu thoát làm sao ở bên nhau được hả? Trời ơi. Tôi đi theo ông đi, ông chịu. Theo tôi hả? Trời ơi. Tôi là người đi giúp vong, cô đi theo tôi rồi sao? Rồi chồng của cô có ghen không? Sao đang ngồi ở kế bên người yêu mình mà đòi theo cái người đi giúp vong trời? Theo tôi là tôi về tôi bỏ vô hồ lô á, tôi nuôi vong á. Bỏ vô miếu nữa, miếu vong linh á. Chịu không? Bỏ hai chồng vô rồi, hồ lô chứa sao nổi. Bỏ mình cô à. Không đi nữa hả? Trời, tiền đây nó dở hả? Rồi rồi. Đốt mới xài được. Tiền này là tiền Long Phủ mà, đâu phải tiền ở trên trần gian. Nếu mà cô cầm như vậy cô đi mua đồ đâu được. Để tôi cảm ơn anh. Rồi ok không sao. Rồi ngày xưa hai chồng mình hành nghề gì ha? Anh đi Sài Gòn làm hả? Đúng rồi, tôi Sài Gòn làm ha, gì ha, khó khăn tôi đã hứa với người yêu tôi, thành ra tôi ha, đi xa để cố gắng làm để có tiền để lo cho ha, vợ người yêu tôi có một cuộc sống ha, thoải mái. Rồi bây giờ mất rồi mình có lo cho được người yêu những thứ gì không? Rồi lúc mình hai vợ chồng mất là mất lượt luôn hay sao? Cũng như là bị cái thằng kia nó đâm xong rồi mình vô nhập viện vài ngày sau mới mất phải không? Cái đó là do cô á, cô không có chịu lấy người ta thì người ta đâu có lấy. Bây giờ hai chồng mất rồi thì buông bỏ hết đi, ở đây làm chi? Mình buông bỏ hết để cho tâm mình nó nhẹ nhõm á, cô hiểu không? Biết tâm nhẹ không? Rồi hai chồng cứ
lo kiểu như quán hận quán thù, rồi cái mối hận của mình nó càng dâng trào lên, rồi mình đâu có đi về một cái nơi đặt ví dụ chùa hay là chỗ nào thanh tịnh để mình tu tâm dưỡng tánh để mình sớm siêu thoát. Cứ nhớ hận hoài vậy đâu có tốt cô. Cái mối hận của mình nó càng ngày nó càng dâng trào lên vậy đó. Không được, anh nói nhiều quá. Anh giúp chúng tôi thức ăn và gà hả, tiền bạc đồng được quý tôi rất cảm ơn, nhưng mà anh nói nhiều quá. Chuyện đó hả, không cần anh lo. Dạ hả? Anh tu dòng yêu tôi hứa anh sẽ không đi đâu hết. Dạ hả? À cũng được, không sao. Rồi ban đêm hai chồng của anh chị ngủ ở trong cái phòng đó ha. Đúng rồi. Rồi. À, tôi thì có lòng tốt, tôi chuyên đi tìm vong để giúp cho vong á. Hôm nay gặp được anh chị, mà nếu mà anh chị không chịu tôi giúp thì thôi. Thì tôi phiên vậy thôi, rồi anh chị nằm đêm mình suy nghĩ lại coi đúng cái ông mà đi giúp vong ông nói có đúng hay không. Dạ hả? Cảm ơn anh, không cần sự giúp đỡ, chuyện đó để chúng tôi lo. Rồi. Ông nói nhiều quá, ông đi đi. Nó nhiều quá đi đi. Tế thiệt chứ. Rồi ông đêm hai chồng ngủ trong đó, có giường đâu mà ngủ, ta ra ngoài này nè, ta ngủ nè. Trời ơi, chồng già vợ trẻ thì tiên ha. Hạnh phúc quá trời luôn rồi. Để mình vô mình quay coi hai chồng của họ ngủ như thế nào nha các bạn. Ông này mình nghi ổng khoảng cỡ năm mấy chứ làm sao mà ba mấy được cả nhà. Quý anh chị coi cái tướng của ổng và cái giọng nói, mà nếu mà quý anh chị và các bạn biết tuổi tác của họ thì quý anh chị và các bạn nhớ comment ha. Vậy mà họ ngủ được cả nhà. Trời ơi trời, ở trong này có tổ mối khủng khiếp luôn chứ. Để mình hỏi thăm lời cả nhà. Chắc chắn cái nhà này là của hai vợ chồng hồi nãy. Nè, cả nhà thấy không? Dài của họ. Tướng của ông nhỏ nhỏ hồi nãy, dám dài của ông lắm cả nhà. Còn tổ mối này thì hồi nãy mình thấy hai vợ chồng vô trong buồng, có thể là ẩn ở trong cái tổ mối này cả nhà. Rồi, ông hai vợ chồng ông ở đây nghỉ nha. Chừng nào mà muốn giúp đỡ thì tôi quay lại. Có giường dẹt gì đâu mà nghỉ trời. Thì ok các bạn, bây giờ mình có thể kết thúc video ha. Cảm ơn các bạn đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ. Chúc các bạn một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe. Bye bye cả nhà. Cả nhà nhớ chia sẻ video giúp mình ha.